Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay là thời điểm tháng 1 năm 2024 và bên em hiện tại đang xả một vài mã. Và cụ thể hơn thì ở trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry. Và hiện tại thì em đang xả một vài dòng xe đang còn tồn 2023 và vẫn kịp để xe cho anh chị đi trước Tết. Thì xe thì là hoàn toàn mới và sản xuất 2023. Và bên em hiện tại thì đang giảm rất sâu cho dòng xe Toyota Camry này, lên đến 80 triệu cho tùy phiên bản. Thì giá của Toyota Camry lần lượt các phiên bản như sau. Toyota Camry thì có 4 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là 2.0G thì có giá niêm yết cho dòng xe này là 1 tỷ 105 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên đang giảm cho anh chị là 80 triệu tiền mặt cho dòng xe Camry 2.0G. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị đăng ký xong xuôi nó chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ 440 triệu là anh chị sẽ mang xe xong xuôi về rồi. Phiên bản tiếp theo là phiên bản 2.0Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 220 triệu. Vào thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 31 triệu tiền mặt. Đăng ký xong xuôi sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 3. Phiên bản 2.5Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 405. Hiện tại thì bên cũng đang giảm là 31 triệu tiền mặt. Đăng ký xong xuôi sẽ rơi vào khoảng hơn 1 tỷ rưỡi. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Hybrid ở đây, trước mắt chúng ta đây, là có giá niêm yết là 1 tỷ 495 và bên em hiện tại đang giảm là 52 triệu tiền mặt. Đăng ký xong xuôi nó rơi cho khoảng là 1 tỷ 6. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì anh chị chỉ cần trả trước giúp em số tiền khoảng 330 là mang xe về được rồi. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán đang xả kho 2023 của chiếc xe Toyota Camry này. Anh chị nào quan tâm đến xe Camry thì vui lòng liên hệ giúp em một số hotline em ở trên màn hình. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị về cụ thể hơn về chiếc xe Toyota Camry này. Thì Camry có 3 phiên bản là như em vừa thông báo là 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Thì 3 phiên bản cao cấp, chỉ trừ phiên bản 2.0G ra thì cả 3 phiên bản bên trên thì có ngoại thất là tương đối giống nhau, đều được trang bị là như anh chị thấy phía bên trái em đây là chiếc xe màu đen phiên bản 2.0Q và bên phải đây là chiếc xe màu trắng phiên bản 2.5HV. Thì nó chỉ khác nhau một số chi tiết như là mạ chrome thì có ở trên phiên bản 2.5HV này, logo có ánh xanh, xăng điện thì chỉ có duy nhất trên bảng xăng điện thôi, còn lại thì khá là giống nhau, đều có cửa sổ trời, đều có la răng kích thước như nhau, họa tiết như nhau, chiều dài như nhau và khung gầm kích thước thì như nhau. Và ngoài ra thì ở phần nội thất thì lại giới thiệu cho anh chị là chiếc xe Toyota Camry này thì có hai lựa chọn là nội thất màu be và nội thất màu đen. Thì với 3 phiên bản cao cấp chỉ trừ phiên bản 2.0G thì sẽ được trang bị là nhờ ghế hai vị trí này, đèn pha thích ứng, giữ làn đường cảnh báo tiền va chạm, các cái chức năng trong gói Toyota Safety Sense. Và phía bên tay phải đây là màn hình JBL kết hợp với bộ loa JBL, cả 3 phiên bản cao cấp đều có. Nên là cái âm thanh cho ra ở phía phần xe Camry thì nó sẽ rất là hay. Cái điều hòa 3 vùng tự động này thì cũng được trang bị ở trên cả 3 phiên bản cao cấp. Sạc không dây, phanh tay điện tử thì được trang bị ở trên cả 4 rồi. Còn phía hàng ghế thứ hai thì sẽ có rèm cửa hai bên này và cửa phía sau thì được trang bị trên cả 3 phiên bản cao cấp. Và ở 3 phiên bản cao cấp thì đều có là cái bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai. Thì đối với thời điểm hiện tại thì anh chị nào đang có nhu cầu lấy xe Camry để đi trước Tết thì giá thời điểm hiện tại đang rất là đẹp rồi. Thì bên em đang còn tùy phiên bản và tùy màu thì bên em sẽ có những cái kho xe và lịch xe khác nhau và cũng có cái giá nó sẽ có thể linh động hơn. Thì anh chị nếu là có cái nhu cầu lấy xe Camry thì vui lòng liên hệ giúp em vào số hotline em để trên màn hình thì em sẽ báo giá cho anh chị cụ thể hơn về cái nhu cầu của anh chị, từ lịch xe, giá xe, màu xe hay là trả góp thì em sẽ báo giá cụ thể hơn về cái nhu cầu của anh chị. Thì em sẽ xin phép kết thúc video tại đây và hẹn anh chị trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.